Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Cương Lại Đình. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn về cái nồi củi đa năng chi lết nha các bạn. Nồi củi cho bé nha. Đây là bé Win nhà mình, sáng nay đang ra nằm phơi nắng, tắm nắng. Tuy nhiên là mình quay cái video nó ánh nắng nó sáng, chỗ sáng nó chói quá, chỗ không có ánh nắng thì nó tối nên là mình vừa kéo rèm lại. Thì mình nhân tiện đây mình review cái nồi củi này cho các bạn xem luôn. Thì đây là cái hình dáng tổng thể của cái nồi củi chi lết nha các bạn. Đó. Thì cái này mình mua cũng rất là lâu rồi. Từ hồi mẹ bé mà mang bầu 7-8 tháng á, là mình bắt đầu mình sắm sửa đồ dùng cho bé từ 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 nha các bạn. Đó, thì đợt trước mình có làm một cái clip thì mình chia sẻ cho các bạn. Tuy nhiên là clip đó nó bị sự cố vấn đề nên là mình đã ẩn clip ở đi. Hôm nay mình làm lại clip mới cho các bạn xem. Thì về chất liệu thì nó làm bằng gỗ, gỗ đây chắc cũng gỗ công nghiệp thôi chứ không phải là ấy các bạn. Nó có loại ba đang quay phim mà con. Đang quay mà có sự cố, em bé nó không chịu lên sóng các bạn. Lần đầu tiên được lên kênh YouTube của ba nó mà nó có vẻ không hợp tác lắm nên là mình cho mẹ ẩm ở chỗ khác rồi nha. Thì cái nồi này khi mà mình mua thì mình đặt hàng online trên Shopee nha các bạn. Đặt hàng online trên Shopee, shop nó vận chuyển về tới nhà luôn. Thì nói chung là cái thùng nó rất là to, siêu to khổng lồ. Thì mình khui thùng rồi mình ráp rồi mày mò rồi nói chung là cũng mất cỡ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng các bạn. Thì vừa ráp vừa nghiên cứu vừa ngồi tự sướng đồ cho vui vậy thôi, chứ còn nếu mà các bạn mua về mà các bạn ráp bình thường theo tốc độ bình thường thì chắc cỡ 40 tới phút tới 60 phút là xong rồi nha. Đó, thì đây là cái cánh cửa bên hông này là có thể mở ra mở vô, khi mà ẵm em bé thả em bé vô rồi á thì đợi lại ha, cho nó khỏi khỏi lật khỏi lăn ra đây. Thì nếu mà em bé mà còn nhỏ các bạn thì chưa có biết lật á thì cái này không cần phải phải đóng lại cũng được, nhưng mà phải các bạn lưu ý là phải đóng lại cho nó an toàn nha. Tại vì từ 45 ngày tới 60 ngày là nó bắt đầu nó lẫy á, nó chống chân, nó ỉnh mông, nó nghiêng qua một bên được rồi á, nên là các bạn phải đóng cái cánh cửa này lại cho nó an toàn ha. Thì đây là cái giao diện xung quanh của cái nôi. Đây là mấy cái đồ trang trí nha các bạn, mấy đồ trang trí này đó, mấy cái đồ này mình dán để trang trí này. Đây là logo Gillette. Và bên trên là cái ngăn để em bé nằm, còn bên dưới đó là cái ngăn để đồ nha các bạn. Bên dưới này là cái ngăn để đồ, tuy nhiên là các bạn đừng có nên để những cái vật mà nó nguy hiểm. Chỉ để những cái đồ nhẹ thôi, như là bông gòn đồ, mấy cái đồ mà tã đồ đó, có thể để đây để khi mà thay bỉm tã đồ cho em bé thì tiện để lấy thôi. Chứ còn đừng có để vật nhọn đồ bên bên dưới giường nằm nha các bạn. Còn cái chốt này là có thể là kéo xuống này, các bạn kéo xuống này mở ra này đó, mở cửa ra đó. Mấy cái đồ khăn giấy, khăn đồ đây mình đặt cũng là online hết các bạn. Nay thời nay rất là tiện, mọi thứ là mình làm đều online hết, mua rồi người ta đem tới giao tận nhà đó. Còn bên dưới này là cái nệm nha, nó đen đen đây giống như ruồi ỉa. Thì đây là cái phần nệm này, cái phần này là cái đế. Khi ráp vô thì các bạn ráp cái phần đế này để lót cái nệm lên, rồi sau đó là mới lót cái tấm nằm ở trên này là nó êm hơn này. Còn xung quanh này là có bao bọc các cái tấm lót không, như tấm 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 gối cho nó mềm á, để em bé mà khi mà nó lật đồ đó là nó bò hay là gì đó nó cũng vô trong này là nó khỏi có nguy hiểm nha các bạn. Còn bên trên này là cái bộ đồ chơi mình mua kèm theo. Thì lúc đầu là mình mua như thế, có nghĩa là mình mua cái nôi với lại là cái bộ đồ chơi cũng như là cái mùng, ráp mùng đồ đó vân vân. Thì khi mà nó có cái sự cố xảy ra là shop nó bảo hành rất là ok các bạn. Là ví dụ như cái khung này là khi mà mua về nó không có được chuẩn cho lắm thì shop người ta đã có gửi một cái khung mới cho mình. Tuy nhiên là mình
đem mình cất rồi mình chưa có xài các bạn. Có nghĩa là khi nào mình xài ớn cái này nó hư rồi mình thay cái khung mới vô ha. À, cũng như là nó shop nó có gửi tặng cho mình là một cái bộ đồ treo đồ chơi mới luôn nha. À, thì nói chung là về cái chất lượng của sản phẩm á, thì nó cũng ok so với tầm giá là cỡ 3 triệu 8 tới 4 triệu các bạn. Đó, xài tới khi mà em bé nó lớn luôn, tới khi 2 3 tuổi vẫn còn nằm được. À, như thế là cái độ bền nó cũng ok nha. Thì đây mình mua cũng được mấy tháng rồi ha. Được mấy tháng rồi. Thì tới tháng đầu tiên á, khi mà em bé mới sinh ra thì mình cho nằm trên cái nôi này các bạn. Này. Đây là cái nôi nôi tre nha. Cái này là cái nôi tre này, khi em bé còn nhỏ là nằm trong này. Tại vì nó nằm im thôi, nó không biết lật, không biết làm gì hết á. Thì nằm trong này, mà khi nó lớn lên rồi á thì mình sẽ chuyển nó qua bên cái nôi này nó nằm, cái nôi cũi này. Đó. Thì nói chung là sắm sửa rất là nhiều thứ luôn, thì mình còn có rất là nhiều cái nữa, nhưng mà trong cái clip này là mình chỉ quay cái nồi này thôi nhé các bạn. À, về đánh giá của chất lượng hỗ trợ và dịch vụ của Gillette thì nó rất là ok các bạn ha. Các bạn mua thì nếu mà có vấn đề gì thì các bạn cứ liên hệ lại bên shop. À, họ sẽ gọi điện rồi tư vấn, rồi nói chung chăm sóc khách hàng rất là tốt nha. À, đánh giá của mình về cái gọi là cái hỗ trợ khách hàng á, là điểm 10 tuyệt đối nha. À, nếu mà có lỗi gì đó thì các bạn cứ liên hệ rồi bên shop người ta sẽ hỗ trợ. À, nếu mà đúng là lỗi sản phẩm hay là lỗi giao hàng gì đó, hoặc là lỗi trong quá trình đóng gói gì đó, thì người ta sẽ gửi các cái phần mà nó bị lỗi cho các bạn để các bạn thay thế. Như thế rất là tốt. À, mình thì khi mà gửi cái phần thay thế là mình không có gửi cái đồ này để mình trả. À, tại vì người ta gọi là cho luôn các bạn, cho luôn cái mới chứ không phải là mình gửi cái sản phẩm lỗi về rồi người ta đổi cái mới, như thế nó rất mất công nha. Rồi ok. Đó, nên là cái nôi này nó chỉ có như thế thôi các bạn. Rồi. Giờ mình đặt em bé vô lại nha. Sao con? Hử? Nằm chơi con vẹt con két con mèo rồi đây quá trời để cho sao khóc. Hử? Nay lên YouTube xin chào các bạn ơi. Em bé Win nhà mình mới có 45 ngày các bạn ơi, nó mới có biết nhìn sơ sơ, nó nhìn bố nhìn mẹ thôi chứ còn nó chưa có biểu cảm nhiều ha, ví dụ như chọc cho cười hay là gì đó thì nó chưa có, phải chắc phải 2 tháng rưỡi, 2 tháng rưỡi 3 tháng gì đó thì mới ok hơn nha. Quick 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 quick. Đó, két mèo vẹt nó bay nè, thấy không con? Hử? À, đừng khóc nha. Thì cái nôi này hiện tại là mình đang lắp ở chế độ cho em bé mới sinh cho tới khi nó biết lật đồ nha các bạn. Thì chừng sau này nó biết ngồi đồ hay là nó đứng dậy được rồi á thì mình sẽ hạ cái này xuống, cho cái này nó sâu xuống, để em bé nó có thể đứng ở trong được, nó không có nhảy ra ngoài nha các bạn. À, đó là cái chế độ sau này nâng cấp lên rồi, cũng như là có thể biến thành giường nằm đồ vân vân. Rồi cái mé này có thể là ghép đôi vô, ghép kề cái mép giường để cho bé nằm gần mẹ hơn, gần bố mẹ hơn đó. À, cũng như cái phía dưới cái chân này các bạn, và phía dưới nó có mấy cái bánh xe này các bạn để không. À, khi mà đây lóc lại là không kéo được, còn này lóc lại là không kéo được, còn mở lên là kéo bình thường. À, khi mà muốn chuyển sang chế độ nôi lắc lư á là các bạn tháo cái bánh xe này ra, các bạn cong lên trên này ha. Rồi bên tương tự bốn cái bánh, có bốn bánh bốn bên nha, thì cái này nó hình vòng cung này là có thể lắc 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 qua lắc lại, lắc qua lắc lại gần 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 đó ha. Sao 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 kiện hà. Thôi 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 ồ khóc nha. Làm chơi mà có nôi đẹp mà. Có mèo xinh này. Thôi clip này mình cũng có gì mình review sơ cái nôi cho các bạn thôi, chứ còn thật ra thì nó cũng không có gì đáng kể để nói. Về sản phẩm mua online thì chủ yếu là chất lượng dịch vụ nó tốt thì mình xài thôi, chứ còn sản phẩm mua thì nó cũng có cái này cái kia, cũng có đôi lúc là cũng có lỗi. À, tuy nhiên là nếu mà lỗi thì cửa hàng người ta hỗ trợ đổi trả đồ đó thì nó giúp tăng cái độ tin cậy cho khách hàng ha. Khách hàng mà tin tưởng nhiều thì bán được chạy hàng hơn thì tốt cho cả hai thôi. Thôi mình kết thúc cái video này tại đây nhé các bạn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và nhớ đăng ký kênh YouTube Cường Lại Đình ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cũng như là cho mình xin một đăng ký kênh để ủng hộ em Win nhà mình nha. Bye bye các bạn nha. Thang lang lang. Bye bye các bạn con. Bye bye. Bị tay. Bye bye luôn hả?